Tại trường Mầm non Phước Nguyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non thành phố. Năm học 2022-2023 có 87 giáo viên của 12 trường mầm non công lập và một trường mầm non tư thục trên địa bàn thành phố tham dự hội thi. Tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non thành phố Bà Rịa, nhiều đề tài hay thiết thực phù hợp với thực tế đã được các thí sinh thuyết trình trước ban giám khảo, như biện pháp dạy trẻ 25 đến 36 tháng biết quan tâm và yêu thương mọi người xung quanh, giáo dục trẻ 3 đến 4 tuổi không đi theo nhận quà người lạ, giúp trẻ 5-6 tuổi mạnh dạn tự tin trong giao tiếp, giáo dục lòng biết ơn cho trẻ 4 tuổi đến 6 tuổi. Thuyết trình với đề tài thiết kế một số thiết bị tự động công cộng hiện đại phục vụ hoạt động vui chơi cho trẻ 4-5 tuổi, theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, với một cái đề tài như vậy và với những cái đồ chơi thực tế của mình thì mình muốn mang đến cho học sinh của mình cũng và những cái học sinh của các toàn trường có được những trải nghiệm và biết được một số thiết bị hiện đại của thời đại bây giờ và của người lớn, và trẻ sẽ học tập những cái kỹ năng mà đi ra ngoài xã hội. Em đem đến đề tài là tăng cường hoạt động với đồ vật nhằm phát triển kỹ năng vận động tinh cho trẻ 25 đến 36 tháng. Thông qua cái đề tài này là em muốn gửi gắm đến là giúp trẻ 25 đến 36 tháng là phát triển các cử động ngón tay, bàn tay phối hợp với mắt một cách khéo léo, giúp trẻ phát triển kỹ năng vận động tinh. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non thành phố Bà Rịa được tổ chức 2 năm một lần. Đây là dịp để các cô giáo mầm non có dịp thể hiện năng lực chuyên môn và sự sáng tạo trong công việc, đồng thời giao lưu học hỏi, trao dồi thêm nghiệp vụ, kỹ năng, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, đồng thời cũng là dịp để ngành giáo dục ghi nhận, tôn vinh những giáo viên dạy giỏi. Đây là một cái hội thi mang tính chất tự nguyện. Chúng tôi có 12 trên 12 trường công lập tham gia, và bên cạnh đó có thêm một cái trường mầm non Học viện Anh Quốc là trường tư thục cũng có tham gia. Thì điều đó cũng minh chứng được là đây là một cái phong trào mà các cô giáo cũng tham gia tích cực, rồi nhà trường cũng có cái sự đầu tư bồi dưỡng rồi chuẩn bị để cho các cô tự tin tham gia hội thi. Theo kế hoạch của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Bà Rịa, ngày 21 và 24 tháng 2, các thí sinh sẽ thi thực hành thuộc các lĩnh vực phát triển thẩm mỹ, phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội, phát triển thể chất tại đơn vị công tác. Ban giám khảo sẽ trực tiếp đến các trường dự và chấm điểm phần thi.